thui là mình thui từ đít lên, vì cái da đít này nó sẽ nhiều vỡ là nó sẽ không bị cháy. Còn nếu mình cho đằng đầu này bạn là bao giờ da đầu nó cháy thấp. Mình xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay là mình sẽ làm một cái video rất chi là đặc biệt. Hôm trước ấy là anh em mình có đi bẫy chuột được rất chi là nhiều, và hôm nay ý, là anh em mình sẽ quay cho mọi người thấy được cận cảnh mà khi mà anh Tuấn mà anh đấy thu chuột là như thế nào nhá. Thì hiện tại ý, là ở đây ý, là rất chi là nhiều chuột này. 25 cân. Hai xô sơn này ý, là anh Tuấn ước tính sẽ là 25 cân nhá. Và anh Tuấn anh đã làm sạch sẽ hết rồi. Và bây giờ anh em mình sẽ xuống cái khu vực mà cái khu vực dưới này. Cánh đồng tối qua vậy. Đúng rồi, hôm trước là anh em mình bẫy ở đây và sẽ thui ở đây, tại vì ở đây mình có rơm là người ta gặt ruộng ở đây, là cái rơm ý, rơm phụt là mình thui chuột là nó lên màu, nó rất xinh là đẹp nhé mọi người. Và bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người sẽ theo chân anh Tuấn đi thui chuột nhé. Đây anh Tuấn anh ấy xách hai xô nhá. Hai xô này thui đầy xô này. À đầy hai xô luôn anh. Thì chuột ấy khi mình thui là nó sẽ lở nhá. Và hai xô này anh Tuấn ước tính là khi mà thui lên ý là nó sẽ đầy hai cái xô này luôn nhá mọi người. Nặng hết. Hai xô nó đầy. Anh em mình sẽ thu ở chỗ đoạn nào anh nhỉ? À, thì anh em mình sẽ ra cái chỗ khu vực này. Ở đây là có mấy đống rơm nhá, là mình sẽ giải rơm ra và mình sẽ bỏ chuột lên mình thui nhá. Thui chuột này là phải cần phải có kinh nghiệm. Nếu mà không có kinh nghiệm ý là thui, thứ nhất màu nó không được đẹp, cái thứ hai là nó sẽ bị vỡ con chuột nha mọi người. Anh làm gì đấy? Anh định đi hướng gió để xem mấy mình giải chuột một tí, là đợi chiều gió nó thổi luôn. À thì anh Tuấn ấy là anh ấy lợi dụng cái chiều gió để anh ấy giải chuột ra anh thui nhá. Bên này ruộng rất chi là đẹp. Ôi cái ruộng này lúa nó rụng nhiều anh nhỉ. Cái ruộng này là lúa nó đổ rụng rất chi là nhiều. Thì ở khu vực này rất chi là nhiều chuột nhỉ. Anh Tuấn dự tính là cái mẻ này mình thui khoảng được bao nhiêu mét nhỉ? Giải chuột ra bao nhiêu mét nhỉ? Chắc phải trên 5 mét. Trên 5 mét à? Thu chuột này mình cần có những kinh nghiệm gì anh có thể là chia sẻ một chút được không nhỉ? Mình giải thưa chuột ra. Thân cách thân này để cho nó cháy, là khi nó cháy là nó được ba mặt luôn. Như vậy là không sợ chuột nó bị vỡ da đúng không anh? Thế là mình có giải rơm bên dưới không anh? Không phải, không phải. Giải rơm bên dưới mà mình thu nhiều này là mình không thổi kịp gió ấy, à không thổi kịp than ấy, là nó sẽ bị bún bên dưới, là nó sẽ cháy bụng. Anh phải ra sân đất này là anh thui. Thui là mình thui từ đít lên, vì cái da đít này nó sẽ nhiều vỡ là nó sẽ không bị cháy. Còn nếu mình cho đằng đầu này bạn là bao giờ da đầu nó cháy thấp. Với lại mình lợi dụng chiều gió nữa đúng không anh? Đúng rồi. Chiều gió là quan trọng nhất. Đây chuột rất chi nhiều luôn. Anh như Tuấn, anh em mình giải chiều này chắc cũng không cần giải dài đâu. Không cần giải dài đúng không? Vì mình đi hàng năm. Sao? Thì cái mẻ chuột này ấy, là anh Tuấn thui ấy, là rất chi là nhiều chuột luôn. Nên là
mọi người cùng theo dõi nhé. Ra này phải để đầu lên này, khi nó lửa nó ngót là con chuột nó giật người nên nó rất là đẹp, nó không co quắp. Đấy. Đây là cái kinh nghiệm nhá, anh Tuấn anh chia sẻ nhá. Và nó sẽ chân nó không khuất là nó sẽ vào cái chân. Lấy giờ anh Tuấn ấy là anh cũng đã giải hết chuột xuống cái khu vực mà cái bãi mà mình thu chuột này nhá. Cái chiều dài mà anh Tuấn xếp chuột để thu ý là khoảng 5 mét nha mọi người. Đó, rất chi là dài luôn này. Chuột rất chi là nhiều luôn. Đây, mấy trăm con chuột luôn. Toàn chuột to và béo. Chút nữa ý, thu ý là nó sẽ lở ra. Và nó nhìn màu rất chi là đẹp luôn nhá mọi người. Thì bây giờ anh Tuấn, anh ấy sẽ giải rơm lên trên nhé. Khi giải rơm mình có cần lưu ý gì không anh Tuấn nhỉ? Mình cho rơm nó tơi đi, để cho nó đỡ bón cục, là nó cháy, nó được hàn là nó sẽ cháy chuột. À, mình phải rũ cho tơi ra đúng không? Tơi ra nó cháy, nó đều, nó cháy, nó hết ngay. Những cái rơm này thì anh nhận định như thế nào nhỉ? Có đẹp không? Rơm xích, rơm máy gặt nó ra là nó bông rơm. Mình không nên giải dày quá, một lượt mỏng thôi. Mình giải dày thì là chuột nó sẽ bị chín quá và lất ra đúng không? Đây, kinh nghiệm của anh Tuấn giải là rơm lúc nào cũng phải tơi nhé. Và mình giải là không nên giải dày quá. Và rơm tơi là cái than nó cháy rất chi là đều. Đây, rơm anh giải rất là đẹp này. Tôi ra nó cháy nó nhanh, nhanh bùng lửa và nó không giữ được quả. Cái khói này đúng. Sau khi anh Tuấn ấy đã giải rơm xong ấy, là anh ấy sẽ châm lửa nhé. Nhưng
mà cần lưu ý gì khi mà mình bắt đầu châm lửa không anh? Mình châm nhanh cho nó cháy đều. Châm nhanh một loạt mình dùng bật lửa khò này. Châm nhanh một, châm xuôi chiều dọc lửa cháy. Thế là mình đâu mình chạy theo lửa là mình thàn rút lên mình quạt chuột đấy thì mới kịp được. Chứ mình làm bãi rộng là mình không thể bước mình vào quạt giữ được là nó sẽ bị cháy chuột bên trong. Mình chỉ làm này để mình đi vòng quanh này, đây với tới bên này này, bên kia với tới bên kia. Anh bắt đầu châm lửa nhá. Châm lửa là mình châm xuôi theo chiều gió anh. Xuôi chiều gió nhưng mà anh châm vòng châm, đây. Châm từ bên dưới châm lên. Đây anh Tuấn, anh châm nhanh này nhá. Anh làm nhanh nhá. Tại vì cái này ấy, là mình phải làm nhanh. Thì để xuôi theo chiều gió. Anh lợi dụng chiều gió anh không phải quản. Anh Tuấn ấy, anh lợi dụng chiều gió là anh không phải quản nhá. Cái lúc này là rất chi là quan trọng nhá mọi người. Đây. Đó, mọi người nhìn nhá. Anh Tuấn anh. Đẹp chưa này? Đấy. Bóng chưa? Ôi. Rất chi là nóng nha mọi người. Rất đẹp luôn này. Đó. Mình phải thu nhanh nhá. Đây mọi người nhìn này, màu rất đẹp luôn này. Đẹp cực kỳ luôn. Không có nào bị cháy luôn. Và vàng đều, cực đều luôn. Đấy. Sau khi mình thu một mặt thì là mình lại phải lật lên à anh? Lật lên nó còn mặt vụn dưới à. Mặt này mình sẽ giải dày hơn. Giải dày hơn để mục đích như vậy làm gì anh? Vì mình tiết kiệm khoảng cái lúc trước là mình thu lấy ba mặt. Và bây giờ còn một mặt là mình cho nó dày và nó giữa nhau nó không đổ. Và lần này cho mỏng rơm hơn vì da bụng nó mỏng hơn. Đấy nha mọi người. Da bụng này nó mỏng hơn là mình cho mỏng rơm thôi. Và mình giải dày vào để mình quạt nó một lượt nó hết. Nó không như vãi rộng. Kinh nghiệm của anh Tuấn ấy, thu ý là rất chi là đẹp luôn nhá. Chuột ý, là vàng đều, không có nào bị cháy nhá. Nhìn rất chi là thích luôn. Đây bây giờ là anh Tuấn anh thu ở với bụng này. Vừa lấy là anh thu ở mặt lưng rồi. Bây giờ là anh lật hết lên và thu mặt bụng nhá. Rất chi là đẹp luôn. Dài rất chi là dài luôn nhá. 5 mét anh nhỉ? Thôi 5 mét rồi. Khá là dài đấy. Nhiều chuột dã man luôn nhá.
lần anh lật xong ấy, là anh tiếp tục anh giải dơm vào lên trên chuột nhé, để tiếp tục phui cái mặt bụng nhé mọi người. Bây giờ thì anh Tuấn anh cũng đã giải rơm xong rồi nhá mọi người. Đó. Và bây giờ là anh Tuấn anh sẽ tiếp tục lại châm lửa và thui mặt bụng nhá mọi người. Khi mình thui mặt bụng có cần lưu ý gì không anh? Cho nó mỏng và làm đường nhỏ để mình quản lý quạt gió đi cho nó ra nó cháy. Đó. Những cái điều cần lưu ý của anh Tuấn chia sẻ. Lần này anh chỉ châm hai ngòi. Đầu trên và hai đầu luôn. Đây, cháy đuổi nhá. Đúng không? Chưa tháo hết luôn. Đây này, mọi người nhá. Vàng chưa này mọi người, đẹp cực kỳ luôn. Bây giờ anh này chuyển sang bên kia cho nó rộng to ra. Con nào con đấy mập nu luôn nhá. Đây rất chia đẹp luôn này. Bóng này. Không cháy nhá. Đấy. Đẹp cực luôn. Da vàng đều này. Màu tự nhiên luôn nhá. Không tạo một cái gì luôn. Thì nếu mà mọi người ấy, có ăn ấy, thì chỉ việc nấu thôi nhá. Anh Tuấn anh làm rất chi là sạch sẽ luôn. Chuột này ấy, là anh Tuấn anh sẽ cắt đuôi này và cắt hai chân. Và anh sẽ mổ ra. Chỉ moi ruột thôi. Và rất chính là sạch luôn nha mọi người. Rất nhiều luôn. Chuột đổ đống luôn nhá. Màu này, ui con này màu đẹp thế. Đây này. Vàng đẹp. Rất nhiều luôn này. Thì bây giờ anh Tuấn sẽ bỏ vào xô nhá, xem là có được đầy hai xô không. Chuột cực đẹp luôn này. Thì lấy giờ là anh em mình thu chuột cũng đã xong rồi nhá. Thì ở đây là được rất chi là nhiều luôn, hai số sơn luôn này. Lấy giờ là mình đã quay cho mọi người thấy được nhá, cận cảnh mà anh Tuấn anh ấy thu chuột như thế nào nhá. Thì mọi người nếu mà xem video mà thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Để mình có thêm nhiều động lực cho ra thêm nhiều video hay hơn. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều. Anh em Tuấn Minh Mạnh xin chào mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo.